Môn này 10 này. Câu hỏi nha. Câu hỏi là Yoho ka jidai o ikiru tame ni hitsuyou na koto ni tsuite hissha wa dono yo ni kangaeteru ka. Để sống được trong cái thời đại thông tin hóa thì điều cần thiết đấy, tác giả trình bày như thế nào về cái điều cần thiết để sống được trong thời đại thông tin hóa. Thì mọi người thấy trong CC là cái phần từ khóa của chúng ta đúng không, là điều cần thiết để sống trong thời đại này đấy. Thì mọi người nhìn thấy nó xuất hiện ở đoạn thứ hai, đoạn thứ hai nó có cái này chưa, để đấy. Vậy thì cái cần thiết sẽ là cái ở đằng sau mà mọi người thấy. Cái cần thiết chính là cái phải đúng không? Thì mọi người thấy đây có ngữ pháp là một tana kereba naranai, đúng nhỉ? Phải mang, phải có. Đấy, vậy thì cái cần thiết sẽ là cái này. Cái cần thiết sẽ phải là cái năng lực và cái tri thức. Đấy. Mà cái năng lực và cái tri thức như thế nào thì ở đằng trước người ta có trình bày nhá. Đấy, mọi người thử đọc qua qua mà xem. Người ta bảo này, cái cần thiết là mỗi người sẽ cần phải có cái năng lực và cái tri thức. Để làm gì? Thứ nhất, đó là để đánh giá thông tin mà người khác cung cấp, đúng nhỉ? Đấy, đánh giá các thông tin mà người khác cung cấp. Gì nhỉ? Khi các cử Kentoshi có nghĩa là so sánh, xem xét và lựa chọn ra. Đấy, xem biết sự là Erabidas, có nghĩa là lựa chọn ra nhé. Lựa chọn ra những cái thông tin mà hữu ích cho bản thân hoặc là cho mục tiêu của bản thân, từ trong số rất là nhiều thông tin mà những cái người khác họ cung cấp đó. Đấy, vậy thì đây là cái mà chúng ta cần phải có. Vậy các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống nhất với phương án số 2 đúng không? Số 2 là gì? Số 2 là jibun ni totte hitsuyou na jōhō o erabidasu chikara ga taisetsu de. Có nghĩa là cái điều quan trọng ấy, điều cần thiết ấy là cái khả năng chọn ra cái thông tin mà cần thiết cho bản thân mình. Ở đây người ta dùng biện pháp Ikae. Erabidasu chikara chính là gì mọi người? Từ này chính là gì đấy? Xem Xem, xem chỉ là xem biết sự sự nô điếu cự đúng không? Giống nhau nhá. Đấy. Thì cái này là cái phải có đúng nhỉ? Còn cái gọi là cần thiết cho mình thì chính là cái hữu ích, cái có ích cho bản thân. Như vậy đúng nhất là số 2. Bây giờ sẽ xem các phương án còn lại sao sai nhé. Câu số 1 này. Câu số 1 người ta bảo là Joho kiki ga teikyou shite kureru joho katsuyou subeki da. Đó là chúng ta nên vận dụng, tận dụng những cái thông tin mà các máy phát thông tin nó cung cấp. Cái này sai đúng không? Không phải. Ở trên đoạn 1 ấy, nó có nói là chúng ta không thể tin hoàn toàn vào cái máy phát thông tin được. Đấy, cho nên là ý này là sai. Câu số 3 này. Câu số 3 người ta lại sẽ chế ra rất nhiều cách để người ta lừa các bạn, bởi vì các bạn thấy ở trên đoạn nó có cái Jibun no Mokuyo đúng không? Mọi người thấy là Jibun no Mokuyo. Nhưng mà các bạn thấy đằng sau người ta bảo là gì đấy? Oku atsumeta. Có nghĩa là nên tập hợp nhiều thông tin mà hợp với mục tiêu của bản thân. Cái sai là cái ý nào mọi người? thập nhiều Tập thông hợp. tin thì Đúng sai. rồi, tập hợp nhiều thông tin là sai đúng không? Không phải là tập hợp nhiều thông tin nhá. Cái quan trọng là phải gì đây nhỉ? Phải biết lựa chọn cơ, chứ còn nó rất là nhiều rồi. Đấy. Có một cái nữa này là cái mà sẽ khiến nhiều người sai, đó là cái vốn. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng ở trên có nhắc đến từ Hikaku Kentoshi đúng không nhỉ? Đó là so sánh xem xét thông tin mà người khác cung cấp. Đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây nó bị sai ở điểm nào mọi người biết không? Cái câu 4 ấy nó sai ở đâu? Nó sai ở chỗ là gì nhỉ? So sánh gì? So sánh thông tin mình chọn ra đúng không? Với thông tin mà người khác. Cái này là sai đúng nhỉ? Không phải nhá. Có nghĩa là người khác họ cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Chúng ta so sánh những cái thông tin đó với nhau và chọn ra cái cần thiết cho mình đúng không? Chứ không phải là chúng ta chọn ra và chúng ta so sánh cái của chúng ta với cái này. Đấy, so sánh như thế này là không chính xác, nên đúng nhất đây hai. Đó là cái cách làm nhanh của cái bài này. Câu này người ta viết cái gì đây nhỉ? Người ta bảo là tôi có một cái suy nghĩ như này này. Đấy, một cái suy nghĩ mà tôi luôn luôn nghĩ kiểu thế này, đó là khi mà chúng ta có được thông tin một cách đơn giản dễ dàng ấy, thì chúng ta thì cái nỗ lực, thì cái sự cố gắng để tìm kiếm những thông tin cần thiết trở nên không cần thiết nữa. Đấy. Và chúng ta kanchigai là gì cả lớp? Thế này là gì? Lòng.
Hiểu lầm, đúng rồi. Và chúng ta hiểu lầm rằng, đúng nhỉ, là gì nhỉ, là thông tin mà các cái Yoho Kiki mà các máy phát thông tin nó cung cấp nó khách quan hơn, nó đáng tin cậy hơn. Các bạn có biết Yoho Kiki máy phát thông tin, có thể một số ví dụ về máy phát thông tin là gì không? Ví dụ là gì? TV, Đúng rồi, ví dụ như TV đúng không, TV này, Sumaho đúng nhỉ, đấy, Pasocon đúng không. Khi mà thông tin có được một cách quá dễ dàng ấy thì chúng ta lại không còn nhiều nỗ lực đấy nữa, đúng nhỉ. Chúng ta cho rằng những cái thông tin do những cái máy phát này ấy, nó cung cấp nó khách quan hơn, nó đáng tin cậy hơn so với việc bản thân chúng ta tự tìm kiếm, đúng không. Tôi sẽ lấy ví dụ với việc học tiếng Nhật nhé. Ngày xưa lúc CC mới bắt đầu học là năm 2014, lúc đấy là chưa có cộng đồng tiếng Nhật lớn lắm đấy, các dạy trên YouTube chưa có, mà gì nhỉ, mà từ điển Magi cũng chưa phát triển. Thành ra là muốn tự học ấy thì rất là khó, phải tra rất là nhiều. Nhưng mà chính cái nhờ cái tự tra đấy mà mình lại có cái gọi là đào sâu vào, mình tìm hiểu thật kỹ đấy. Nên nhiều khi là tôi sẽ nghĩ là có khi là các bạn học sau này thì có cái lợi thế là được các senpai chỉ dạy một cách nhanh nhất, nhưng mà nhiều khi các bạn lại mất đi cái khả năng là tự mình tìm tòi, tự mình tìm kiếm đấy. Nó cũng là một cái gọi là có mặt tốt mặt xấu, điểm mạnh điểm yếu của từng cái vấn đề. Rồi đoạn hai người ta nói gì? Đoạn hai người ta bảo là gì nhỉ, cái thông tin mà hoàn hảo đúng không, đấy, Kanpeki chính là perfect, cái thông tin mà hoàn hảo có ích cho mọi người, cho tất cả mọi người thì không tồn tại, không tồn tại một cái thông tin nào có ích cho mọi người đấy. Nên là để sống được trong cái thời đại mà thông tin hóa này thì chúng ta, ở đây có cái từ Kokohito nhé, có nghĩa là mỗi người chúng ta ấy, mỗi người chúng ta cần phải có một cái, cần phải có tri thức cũng như là cần phải có năng lực mà đánh giá thông tin mà mà người khác cung cấp này, so sánh đối chiếu xem xét chúng và chọn ra những cái thông tin cần thiết phù hợp với bản thân và mục tiêu bản thân trong số những thông tin mà họ cung cấp đó. Đấy là bài đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sang bài thứ hai, bài business visual đúng không, bài về văn bản tìm thông tin trong đoạn văn ngắn. Câu hỏi như sau nhá. Kono meru no yoken wa nani ka? Cái từ yoken có nghĩa là gì cả lớp? Yoken có nghĩa là gì? Là cái vụ việc Đúng này đúng không rồi, ạ? cái việc đúng không? Cái việc chính, cái mục đích đúng nhỉ? Cái mục đích, cái sự việc chính của cái email này là gì đúng không? Vậy thì với lại cái bài dạng này sẽ nói rất là nhiều lần rồi, chúng ta sẽ tìm các biểu hiện diễn tả gì mọi người ấy. Diễn tả gì? Diễn tả cái việc kêu gọi hành động đúng không, hoặc là những cái câu diễn tả cái sự thắc mắc đúng không. Thì mọi người nhìn thấy cái câu trong toàn cái bài này ấy, có cái câu nào diễn tả cái sự thắc mắc nhiều nhất? Nakereba na Nerimasen baran ka? Đúng rồi, câu này đúng không. Đây, mọi người đọc câu này, thật ra cái này ấy, đọc mỗi cái ý này là chọn được đáp án. Nó hỏi nhá, Konkai wa shuri hiyo shiharawa nakereba narimasen ka? Đúng nhỉ? Có nghĩa là lần này liệu rằng tôi có phải trả tiền sửa không, đúng không? Vậy là nó hỏi là có phải trả tiền sửa không. Vậy thì mọi người thấy là chắc chắn là chỉ có một phương án duy nhất là có phải trả tiền sửa không, đúng không? Là mấy, các bạn biết không? bố Đúng rồi, bốn đúng không? Bốn, bởi vì sao? Bốn nó nói là修理品が必要かどうか教えてほしい, đó là mong muốn hãy chỉ cho tôi, hãy nói cho tôi là có cần phải gì nhỉ, có cần cái tiền sửa không đấy, đúng chưa, giống nhá. Như vậy các bạn có thể chọn ngay được bốn là chính xác. Nếu mà mọi người đọc thêm một chút nữa ấy, ở câu trên nó có là genzai wa hosho kikan ga sugite, đó là hiện tại là cái gì nhỉ, cái kỳ hạn bảo hành đã qua rồi, vậy là phù hợp với ý A đúng nhỉ, ý một và ý hai là đúng, nên là chúng ta chọn bốn nhá. Còn chúng ta sẽ thấy rằng cái câu 3 ấy, nó bảo là trong thời gian bảo hành là sai đúng không, vậy luôn đấy. Với lại cũng không phải là có thể sửa miễn phí hay không, mà người ta hỏi là có cần phải nộp phí sửa hay không đấy. Còn lại này, một hay là hai ấy, thì chúng ta thấy ví dụ câu số 2 nó bảo là hãy nói cho tôi biết xem là có thể sửa được hay không, nó không phải là có thể sửa được hay không mà là có mất tiền không đấy. Tương tự có phải là phí gì nhỉ, phí phí sửa có được rẻ hay không cũng không phải nhá, người ta hỏi là có mất hay không, nên là đúng nhất đây phải là bốn. Bây giờ chúng ta sẽ đọc
cái nội dung bài này xem là nó nói gì này. Dưới đây là một cái email gửi đến trung tâm hỗ trợ khách hàng của một nhà sản xuất đồng hồ này, trung tâm hỗ trợ khách hàng Maruo Digital này, điện tử Maruo, gửi vị phụ trách nhá. Một tháng trước tôi đã được sửa cái Udedoke là gì mọi người? Đồng hồ đeo tay. Đúng rồi, một tháng trước tôi đã được sửa cái đồng hồ đeo tay ở trung tâm, đúng nhỉ, ở trung tâm sửa chữa của quý công ty. Mã số tiếp nhận là như thế này, nhưng mà đây, phát sinh vấn đề đó là gì đây? Nhưng mà nhá, mấy hôm trước này tên Jitsu đấy thì mata onaji yo ni game no ichibu ga yasu, à không phải yasu, đây là gì nhỉ, kurakunari suzin ga yomi zurakunatta no de. Đây, mấy hôm trước nó xảy ra tình hình đó là một phần màn hình, đúng không, nó bị tối. Đấy, giống như gì nhở, giống mata onaji có nghĩa là lại giống như trước khi tôi sửa. Đấy, màn hình nó bị tối một phần và cái số rất là khó đọc, nên tôi đang đặt ra một cái thắc mắc, nên tôi đang nghĩ là kanzen ni naotei nakatta, liệu rằng có phải là gì đấy, à đồng hồ của tôi chưa được sửa một cách hoàn chỉnh. Đấy, chưa được sửa một cách hoàn hảo không? Tai shuri o onegai shitai no desu ga, tôi muốn sửa lại nhưng mà hiện tại qua thời hạn bảo hành mất rồi. Lần trước bởi vì trong thời gian bảo hành cho nên là tôi đã được sửa miễn phí, vậy thì lần này tôi có phải trả phí không? Sau khi xác nhận thì rất là mong nhận được sự phản hồi. Đấy, như vậy là chúng ta thấy nhá, số 1 là không phải nhá, không phải là rẻ hay không nhỉ, số 2 bảo là vì không miễn phí cũng được, cho nên là có thể sửa được không, người ta đang hỏi là mất bao nhiêu tiền, nên là nhất phải là bài số 3 này. Bài số 3 câu 55, bunka komoku no hyouka no kachi hyouka ni tsuite isha no kangae ni au no wa dore ka, đó là về việc đánh giá giá trị của các hạng mục văn hóa thì cái nào hợp với suy nghĩ của tác giả. Thì rõ ràng là bài này chúng ta không thể đọc, không thể làm nhanh được. Đấy, bài này bắt buộc là chúng ta phải đọc thật kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái câu đầu tiên ấy, người ta đang trình bày đến cái chủ đề và đằng sau người ta sẽ nói dần từng ý một nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem người ta nói gì này. Bunka komoku no kachi hyouka wa jinrui kyoutsu no mono dewa arimasen. Có nghĩa là việc đánh giá giá trị của các hạng mục văn hóa nó không phải là một thứ mà áp dụng chung cho toàn bộ nhân loại. Kyoutsu là chung đúng không nhỉ? Đây có thể hiểu là áp dụng chung, đánh đồng cho toàn bộ nhân loại. Cụ thể thì người ta sẽ viết ở đằng sau, các bạn thấy người ta viết rất là dài nha. Aru kuni no aru chiki dewa sureteru to sareru mono demo hoka no kuni no aru chiki ni ita naraba sore wa myou na monogoto de atari chakai toshite wa mitome gatai monogoto de shikabae mo futsu ni aru ということです。À, người ta nói là tồn tại, có nghĩa là đấy, có nghĩa là này, tôi yêu cô tôi đề sự ở đây nó sẽ mang nghĩa là có nghĩa là nhá, có nghĩa là cho dù này, cho dù là một thứ đúng không, mà được cho là, đây là ngữ pháp, cho dù một thứ được cho là sự đê tê nữ là gì mọi người, Giỏi xuất sắc ạ. đúng rồi, Yêu. giỏi xuất sắc tốt đẹp đúng không. Ừ, cho dù là một thứ được xem là giỏi xuất sắc tốt đẹp ở gì nhỉ, ở một khu vực đúng không, của một đất nước nọ đấy nha, thì nếu như đi sang một khu vực của một đất nước khác đấy thì sao, thì cái đó đúng không, thì cái đó này nó là một thứ mà miều, miều đây không phải là kỳ diệu nhưng không phải nghĩa là kỳ diệu tuyệt vời đâu, mà nó nghĩa là hên đúng Hey, không. là Ừ, nó là một cái thứ rất là kỳ quặc kỳ lạ đúng nhỉ, và ba ai mô từ có nghĩa là có rất là nhiều trường hợp. Đấy, thường có cái trường hợp là đúng nhỉ, là sao, đó chỉ là nhé, desu, là nó chỉ là, nó giống như là nisu, nó chỉ là một cái sự việc đấy mà mitome gatai, mọi người có nhớ ngữ pháp gatai là gì không? có làm gì Khó, đúng có rồi. Ừ, nó chỉ là một sự việc mà gì đây nhỉ, khó được xã hội công nhận đúng không. Bây giờ nên lấy một cái ví dụ cho bạn dễ hiểu hơn nhé, chẳng hạn như là ví dụ như ở Ấn Độ, ví dụ nhắc đến Ấn Độ thì các bạn nhớ đến cái gì nhất?
Độ Kinh này bằng tay. à, đúng rồi, kinh đọc vị thì CC luôn hả? Indo là Ấn Độ này đúng không? Ừ thì Ấn Độ là TD là Peru đúng không? Là ăn bằng tay đấy, ăn ăn mọi thứ bằng tay, ăn mấy cái đồ nước nước bằng tay đấy. Người ta coi rằng ăn bằng tay là gì? Ăn bằng tay là tabemono đúng không? Tai tên xử nhị sử là đang coi trọng đồ ăn đúng nhỉ, không thông qua một cái gì khác mà dùng trực tiếp bàn tay để cảm nhận cái đồ ăn trân trọng quý giá đấy. Nó là gì nhỉ, nó được coi là rất là tuyệt vời ở đất nước Ấn Độ nhá. Thế nhưng mà ví dụ như ở Nhật Bản nữa ạ, đấy ở Nhật Bản thì rõ ràng là có một số món là ăn chơi ăn vặt thì vẫn cầm cầm tay ăn cả, là bốc nắm mì ramen ăn bằng tay cả đúng không, người ta sẽ cho rằng cái việc mà ăn bằng tay như vậy là một điều rất là kỳ quặc kỳ lạ và khó chấp nhận đấy. Thì đây là một cái gì nhỉ, đây là một cái biểu hiện đầu tiên của cái đánh giá giá trị văn hóa nó khác nhau ở từng khu vực. Xong người ta sẽ nói tiếp, Onaji koto jidai toyu mono ni kashitemo ieru koto desu, đó là một điều tương tự đấy, tức là một điều cũng giống như vậy chúng ta cũng có thể nói liên quan đến cái thứ gọi là thời đại. Có nghĩa là cái sự khác nhau về khu vực nó sẽ dẫn tới sự khác nhau về đánh giá giá trị văn hóa, thì cái sự khác nhau về thời đại nó cũng sẽ dẫn tới cái sự khác nhau khi đánh giá. À, người ta nói tiếp nhé. Hiện tại,同じ集団の人々が素晴らしいと信じて行っていることもわずか100年前ならば、その社会ではとても認められないことだったという例もたくさんあるはずです。Người ta bảo nhá, chắc chắn đấy, cũng có rất là nhiều các cái trường hợp, cũng có rất là nhiều các cái ví dụ này, mà nhá, mà này, mà một cái sự việc đúng không, hiện tại đây rất là nhiều người trong cùng một cộng đồng họ tin rằng đó là một điều tốt tuyệt vời đấy, đó là một điều tốt đẹp tuyệt vời và họ thực hiện, họ làm điều đó đấy. Thế nhưng mà sao, thế nhưng mà nếu là gì nhở, 100 năm trước đúng không, thì là 100 năm trước gọi là ngắn ngủi thôi, không phải đến vài trăm vài không phải vài trăm vài nghìn năm mà chỉ là thôi 100 năm trước thôi, nhưng mà 100 năm trước ấy đấy thì nó lại là một điều mà không thể chấp nhận được ở trong cái xã hội đó đấy. Thế thì lấy một cái ví dụ khác chẳng hạn như là 100 năm trước ở Việt Nam mình thì không bao giờ có chuyện là phụ nữ ngồi ăn cùng với nam giới đúng không, chắc chắn là phải ngồi mâm dưới rồi thì gì nhỉ, không có chuyện ngồi ngang hàng như vậy, nhưng bây giờ chúng ta thấy là bình đẳng rồi. Tất nhiên là vẫn còn tồn một số tồn tại nhưng mà có thể nói là nam nữ bình đẳng đấy, không có cái chuyện đấy nữa. Vậy là cái gì nhờ, cái văn hóa này cũng thay đổi theo thời đại. Vậy thì các bạn xem cái nào là đúng nhất này. Số 1 này, chi kỳ jidai niyotte kotonaru, đó là cái việc đánh giá giá trị văn hóa này nó thay đổi tùy thuộc vào thời đại và khu vực, đúng không mọi người, theo đúng nội dung của cái gì nhờ, của cái bài này đúng không? Một đúng nhá. Câu 2 này đó là gì, chi kỳ sợ yori jidai sợ no ho ga oki, đó là cái khác biệt về thời đại nó lớn hơn cái khác biệt về khu vực. Cái này là cái sai, không có cái nào so sánh hai cái với nhau đúng không, chúng ta sẽ loại cái số 2 này đấy. Câu 3 nhá, onaji shudan nara jidai sợ wa nai, nếu là cùng một cái tập thể thì không có cái sự khác biệt về mặt thời đại. Cái này sai vì sao, Nó không không có nói đến sự khác biệt là sai. không có sự khác biệt là sai đúng không? Đúng rồi, vẫn có. Ở ví dụ người ta nói này, câu 4 nhá, chi kia jidai ni kanke naku henka suru, đó là nó thay đổi mà không phụ thuộc vào thời đại và khu vực. Tại sao sai, Ngược hoàn toàn luôn. ngược hoàn toàn đúng rồi. Đang nếu như là gì nhỉ? Nếu như là chọn 4 thì không phải là một đúng đấy, câu này là câu sai nhá, nó phụ thuộc vào đúng nhỉ, đúng nhất là ichi. Tiếp theo này, bài số 4, bài số 4 này là bài thế thấy mà nhiều bạn nhầm nhất, các bạn chọn hai rất nhiều, không biết sao chọn hai. Thật ra cái bài này cũng là bài mà các năm thấy là khá dễ nhầm đấy. Kono oshirase de taitai koto wa nanika, điều muốn truyền tải qua cái thông báo này là gì? Này, chúng ta thấy là điều muốn truyền tải đúng không? Thông thường chúng ta sẽ đọc những cái nội dung liên quan đến cái việc kêu gọi đúng nhỉ? Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở cái đoạn đầu tiên nó nói là một cái hành động mà tôi người ta thông báo cái việc cần làm đúng chưa? Đoạn 2 cũng có nhá, nào bình thường có nào ấy. Nó diễn tả Tsukajo, thông tin thêm
Nhưng mà ở đây người ta lại trình bày có ngày giờ cụ thể, cho nên là chúng ta cũng nên đọc thêm cái này. Vậy thì bây giờ chúng ta thử xem này, người ta nói gì. Người ta bảo nha, Internet での販売は cái gì nhỉ, cái việc bán hàng ở trên mạng ấy là gì đấy, là người ta thực hiện cho đến ngày 30 tháng 11, và sẽ làm sao tiếp các bạn? Đã tạm dừng. Đúng rồi. Và sẽ Đã tạm dừng trong một thời gian, đúng không? Như vậy là tạm dừng bán hàng trên mạng, đúng nhỉ? Theo như những buổi trước anh CC chữa thì đến đây sẽ loại trừ đáp án dần dần, nhưng rất tiếc bài này nó không như thế. Biết sao không? Tất cả bốn cái nó đều làm sao? Đó. đều in Nó đang đều tạm có dừng. cái bán qua mạng tạm dừng tại ngày 30 tháng 11. Đúng rồi đấy, nên là không phải là bài nào giống nhau nhé, không phải chỉ một câu mà chọn được. Rồi đọc tiếp nha, đọc tiếp này. Người ta bảo này, người ta bảo là cái việc bán tại cửa hàng ấy thì kể từ ngày mùng 1 tháng 12 vẫn sẽ tiếp tục, đúng không nào? Vẫn sẽ tiếp tục. Và về cái Internet tổ đệ hâm bài no sai cây, sai cây đây là mở lại, triển khai lại. Về cái việc mở lại bán hàng qua mạng thì chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi cái cơ chế sản xuất, đúng nhỉ, nó được sắp xếp, nó được điều chỉnh, nó được hoàn thiện. Đấy. Vậy bây giờ mọi người xem cái nào là đúng nhất nhá. Thông tin quan trọng nhất ở cái đoạn bô giảng này là có rồi đấy. Câu 1 này, cái việc bán hàng qua mạng thì sẽ kết thúc, sẽ dừng vào ngày 30 tháng 11 và sẽ tiến hành chỉ bán tại cửa hàng cho đến khi nào hệ thống sản xuất được hoàn thiện, đúng hay sai? Sai. Câu này sai á? Câu này Đúng. có bạn không chọn, các bạn chọn ai? À, câu này Đúng là câu câu đúng chứ, đúng không? Câu 2 là câu sai nhưng dễ gây nhầm lẫn nha. Câu 2 này, vế 1 thì giống như là câu 1 rồi, nhưng vế 2 nhá. Đó là gì? Từ ngày mùng 1 tháng 12 bắt đầu bán tại cửa hàng. Cái này sai vì sao? vì tiếp tục cái hàng xin mê. Đúng rồi. Tiếp tục với lại bắt đầu khác nhau, đúng không? Nếu mà viết là bắt đầu này thì có nghĩa là gì đấy? Trước đây chưa từng Đúng bán. rồi, trước đây chưa từng làm như thế, đúng không? Trong khi đây là gì nhỉ? Trong đây là trước đây đã làm rồi và bây giờ tiếp tục làm, nó khác nhau, nên là cái sai là cái này. Đấy, các bạn lưu ý nha. Rất là dễ nhầm. Câu 3. Câu 3 thì chắc chắn là chúng ta thấy là gì đây nhỉ? Có cái gì? Bảo là cái việc bán tại cửa hàng ấy dừng vào ngày này là sai, cái này cũng tương tự, nên là đúng nhất là số 1. Đó là cái bài số 4 này. Đây là một cái thông báo mà một a băng tiền một ca băng tiền một cái cửa hàng bán cặp sách, nó đăng lên trang chủ thông báo của cửa hàng Azure, thông báo về cửa hàng Tezukuri Kabang, là cửa hàng làm cặp thủ công, cặp handmade, ngày 15 tháng 11 năm 2018 này, về việc bán hàng qua mạng. Chúng ta ấy, đúng nhỉ, thì đã gì đây, đã tiến hành bán hàng trên mạng, bán hàng qua internet từ tháng 9 đấy, và Yosoi Jono Gochumo Itadaki, và nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng vượt kỳ vọng của chúng ta, đúng không? Genzai Seizo ga Oitsukanai Jokyo desu, nên là hiện trạng ấy, hiện tại ấy, tình hình đó là sản xuất không theo kịp đấy. Ai làm ăn buôn bán thì chỉ thích cái này thôi, đúng không? Hiện tại là sản xuất không theo kịp yêu cầu, không theo kịp đặt hàng. Vì vậy cho nên là thực sự rất là xin lỗi, nhưng mà cái việc bán qua mạng ấy thì chúng tôi thực hiện cho đến ngày 30 tháng 11 đấy, và chúng tôi xin phép là tạm dừng trong một thời gian. Ngoài ra thì cái việc mà bán tại cửa hàng kể từ ngày 1 tháng 12 thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, còn khi nào chúng tôi mở bán lại thì trên internet ấy, thì chúng tôi sẽ thông báo sau, sau khi cái cơ chế sản xuất nó được hoàn thiện. Rất là xin lỗi bởi vì đã gây bất tiện, nhưng mà rất là mong nhận được cái sự hợp tác. Câu 1 đúng nhá. Xin Câu số 5 này. Ơi. cho em hỏi một tí là tại vì nó có một cái chi tiết nó bảo là cái việc bán hàng tại cửa hàng vẫn sẽ tiếp tục từ ngày 1 tháng 12 thì tại sao nó lại có cái ngày ở đấy ạ? Tại vì
nếu mà theo như em hiểu là cái việc bán hàng tại cửa hàng nó sẽ không bị gián đoạn đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tại vì nó có cái chi tiết giờ ở đây nên là nó dễ gây hiểu nhầm ấy. Đúng rồi, thì người ta người Này. mục đích của người ta là đang làm gì? Đang muốn các bạn hiểu nhầm mà. Để các bạn hiểu nhầm chứ làm sao nữa, đúng không? Đấy là mục đích của người ta. Khi mà các bạn đọc đến là cửa hàng này nó có hai cái cách bán, đó là gì đấy, đó là bán qua mạng và bán tại cửa hàng đấy. Bình thường thì chả cần phải thông báo bán tại cửa hàng làm gì nếu vẫn tiếp tục, đúng chưa? Nhưng mà rõ ràng là người ta đang mong muốn là các bạn đọc và các bạn bị hiểu sai, nên là người ta mới cho thêm cái ngày giờ vào đây để các bạn hiểu lầm nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sang bài số 5 này. Bài số 5 là một bài rất là ý nghĩa, tương tự bài số 5 chúng ta cũng không có cách làm nhanh như vậy. Là so với lại hai cái đề trước nhất, hai cái đề gần nhất mà chúng ta chữa ấy, là cái đề này là cái cách làm nhanh của cái đoạn văn ngắn là đã giảm đi rồi đấy, không còn có thể làm nhanh được nữa, không còn có thể làm nhanh được nhiều như trước nữa. Cái suy nghĩ phù hợp với lại tác giả là gì? Rồi đọc hết thôi. Y cáo sport sensu ga kaita bun so de aru. Dưới đây là một bài văn do một vận động viên thể thao đã viết. Bài này rất là ý nghĩa nhé. Yoku kaku wa kaerarenai toyu ga Tê các cử nghĩ về bà các cố ni okita để kỳ cô tòa ra đây này ngó y mì hoa khai ra đây được tổ yêu bê kỳ. À, người ta thường nói một câu đó là quá khứ thì không thay đổi được, thế nhưng mà nếu một nếu nói một cách chính xác ấy đấy, thì có lẽ đấy, thì có lẽ nên nói rằng đó là gì, những sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì không thay đổi được, nhưng ý nghĩa của những cái sự việc đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi. Nó sẽ là ba jinsei de okita saiaku no dekigoto mo sono ato no ikikata niyotte wa jibun no jinsei no tenki ni natta to toraenau sự toki ga aru kara da. Cái biểu hiện naze nara ba và karada nhé, là để giải thích cho cái câu phía trước tại sao người ta lại nói rằng những cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì không thay đổi được, còn ý nghĩa thay đổi được. À, tại sao lại nói vậy? Là bởi vì này, là bởi vì cho dù là cái sự việc mà tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, đấy, cho dù là cái sự việc tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, thì này, tùy thuộc vào cái cách sống trong đó của chúng ta, đấy, cũng có lúc chúng ta có thể nhìn nhận. Cái động từ torai được có thể dịch là coi như, xem như, nhìn nhận nhé. Cũng có lúc chúng ta có thể nhìn nhận lại à, là nó đã trở thành một cái tenki đây, một cái jinsei ga kịch kawaru, một cái bước ngoặt, nó đã trở thành một cái bước ngoặt trong cuộc đời của chúng ta. Đấy. Cái đoạn này Sensei sẽ lấy một cái ví dụ với Sensei cho mọi người hình dung nhá. Chẳng hạn như là với Sensei, một sự việc có thể nói là một trong những cái mang tính bước ngoặt đấy, đó là việc mà hồi thi vào cấp 3 là Sensei cái thành tích không được tốt lắm, gọi là flex một chút, nhưng mà hồi cấp 2 ấy, là Sensei học rất là tốt, có thể nói là top 5 những người học tốt nhất trong trường trung học cơ sở, và đặt mục tiêu là phải vào được lớp chọn của trường trung học phổ thông của tỉnh. Thế nhưng mà bởi vì là nhiều nguyên nhân khách quan nhưng mà dẫn tới là cái hôm thi ấy, làm bài không tốt ở môn toán, thành ra là không không những là không được vào 5 cái lớp chọn mà những cái lớp thường là cũng ở gần 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 lớp cuối đấy. Thực sự lúc đấy là một cú sốc cực kỳ lớn. Các bạn không biết, các bạn đã từng bạn nào như thế chưa, nhưng mà với Sensei cái thời điểm đó là lớn khủng khiếp luôn, mọi người nói rất nhiều một học sinh học ở top của trường nhưng mà lại vào cái lớp rất là bình thường như thế đấy. Thì rõ ràng là cái sự việc mà tốt mà gì nhỉ, mà Sensei đã xảy ra là đã thi điểm kém ở cấp 3, vào cấp 3 là điều không thể thay đổi được, nhưng mà cái ý nghĩa của việc đó thì thay đổi được, đó là lúc đấy mình nghĩ là mình vẫn có cơ hội, bởi vì là trường sẽ cho những cái học sinh có thành tích tốt hoặc là những học sinh mà có thành tích ở những cái môn tự nhiên tốt chuyển lên lớp chọn. Thế là TNT ngày đấy là TNT học tốt nhất là môn hóa, có thể nói là say mê cực kỳ luôn đấy. Mà say mê của TNT không phải là chỉ là học, không phải là chỉ là làm bài tập các thứ đâu các bạn nhá, mà TNT là kiểu mày mò để chế các hóa chất từ những cái mà ở trong cuộc sống mình ấy, đấy, chế rất là nhiều ở ở trong phòng ở nhà, toàn là chai lọ
đựng các thứ rồi, nói chung rảnh không phụ giúp gia đình, không học bài thì sẽ là làm thí nghiệm, kiểu giống như là mình nghĩ là sau này mình sẽ làm nhà hóa học cơ. Thế là cái hóa học nha, cái môn hóa. Thế là cái cuối năm lớp 10 ấy là sensei được giải nhì môn hóa của trường. Thế là trường chuyển từ lớp thường đấy lên lớp chọn một của trường. Nói chung là cũng sốc, nói chung cũng không biết trước là sẽ được như vậy, cho đến khi mà tự nhiên hôm đi nhận lớp đầu năm ấy, nhận lớp 11 đầu năm ấy, thấy mấy bạn lớp 10 cũ nói là mày được chuyển lên lớp mà chọn rồi kìa. Thực sự là lúc đấy cực kỳ sốc, không hề biết đấy, một cái bước ngoặt rất là lớn, có giúp mình có được cái gì nhỉ, giúp mình có được cái động lực, giúp mình có được cái quyết tâm để học, để thay đổi đấy. Còn rất là nhiều cái khác, nhưng mà nói chung là sinh cũng không phải là cái kiểu người hay gọi là chia sẻ kể lể các thứ linh tinh, ít khi kể với mọi người. Nhưng hôm nay gọi là một trong những buổi cuối cùng thì sẽ kể một trong những cái mà nó gần với lại bài đọc này là như vậy, tức là những cái điều tồi tệ chúng ta không thể thay đổi được nó, nhưng mà cái ý nghĩa của cái điều tồi tệ đó là chúng ta vẫn có thể thay đổi được đấy. Hay là nói một cách gọi là mặc dù các bạn chưa thi nói thì lại bảo buồn, có thể là sắp tới là có bạn làm không tốt, có bạn làm bài không tốt, thì nó sẽ là được coi là một cái điều buồn, một cái điều tồi tệ trong cuộc đời của các bạn. Nhưng mà các bạn hãy lấy đấy làm động lực để các bạn thay đổi, biết đâu là sẽ giúp các bạn gì đây, sẽ giúp các bạn cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Đây, đoạn đầu tiên là đang nói đến đây nhá. Rồi tiếp theo này, đoạn thứ hai người ta bảo này: Ninge wa genzetsu dewa naku monogatari o ikiteruというのが私の競技人生で学んだことだ。Cái việc mà nói rằng con người sống ở trong những câu chuyện chứ không phải là sống ở trong hiện thực đấy, là điều mà tôi đã học được trong cái cuộc đời thi đấu của tôi, trong cái cuộc đời mà cạnh tranh thi đấu của tôi này. Genjitsu ni okita koto wa kaerare nai ga monogatari wa ikura demo kaerareru. Ở đây nhiều người sẽ thấy thắc mắc tại sao lại xuất hiện cái từ gọi là Genjitsu và Monogatari. Đấy, rõ ràng ở trên đang nói đến cái gì? Đang nói đến là những cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ và ý nghĩa, đúng không? Thì thật ra ấy, là cái gì nhỉ? Cái Genjitsu đây chính là những sự việc đã xảy ra này, ở hiện thực. Đấy, là ở trong quá khứ nhá, là không thay đổi được, người ta lại nhấn mạnh. Cái Monogatari lại có thể thay đổi được. Mọi người có biết cái Monogatari đây là cái gì không? Nó Sẽ tương là ứng với sự gì không? Ừ? Monogatari nó tương ứng với cái gì ở trên? Không hiểu luôn. gì? Nó là Dekigoto, là sao mà Dekigoto thay đổi được? Đúng không? Dekigoto không thể thay đổi được, việc không thể thay đổi được. Nhưng cái thay đổi được là cái gì? Ở trên có nói mà. Ý Đúng rồi, cái imi đúng không? Cái ý nghĩa. Đấy, cái ý nghĩa là cái thay đổi được nha. Cái ý nghĩa chính là cái gọi là câu chuyện. Đấy. Khi mà cái ý nghĩa thay đổi, tức là khi gì nhỉ? Khi cái câu chuyện của mình thay đổi. Đấy, cái ý nghĩa của câu chuyện thay đổi ấy thì sao? Thì cả quá khứ, cả tương lai, đấy, cái cảnh vật mà chúng ta nhìn thấy ấy nó đều trông khác đi. Có nghĩa là cái quá khứ và cái tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy nó không còn giống như trước nữa nếu như cái gì nhỉ? Cái ý nghĩa câu chuyện đó nó thay đổi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái nội dung nào là cái nội dung chính xác này. Cái câu số 57 này rất là nhiều bạn, thực ra không phải rất nhiều bạn, một số bạn chọn một. Bởi vì là nghe thấy nữa có vẻ giống giống như cái mà tôi vừa nói. Câu một nó bảo gì? Kakoni okita dekigoto no imi o ni kai sureba mirai o kaerareru. Nếu hiểu được ý nghĩa của sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì chúng ta có thể thay đổi được tương lai. Câu này là câu sai, vì sao các bạn biết không? Sai vì việc nói về tương lai. Sai vì nói về tương lai á, sẽ có bạn bảo là cái tương lai trông nó sẽ khác đi này, thì các bạn sẽ bảo là đấy là có thể thay đổi được tương lai. Cái sai là cái gì mọi người biết không? Cái sai là cái hiểu được ý nghĩa, đúng không nhỉ? Ở trên bài này không có cái nào gọi là hiểu được ý nghĩa hết nhá. Đấy. Với lại một cái nữa, nếu mà viết như thế này ấy, là đang đề cao cái gì nhỉ? Mọi người. Viết như này là đang đề cao cái gì? Đang đề cao những cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Trong khi là ý của bài này ấy, là tác giả đề cao cái gì?
Cái con thay Tức đổi cái ý ngay. nghĩa của sự việc. Đúng rồi, thay đổi ý nghĩa của sự việc, đúng nhỉ? Đấy, nên là như thế này là không chính xác, không phải là lý giải, tìm hiểu ý nghĩa của nó là gì, nên là chúng ta sẽ không chọn một nhá. Câu số 2 này, đó là cuộc cái câu chuyện cuộc đời nó được quyết định tùy thuộc vào những sự việc đã xảy ra ở hiện thực. Câu này thì sai, thì tại sao? Sao bởi vì là cái chỗ trước thì nó tê à? Nếu mà viết như này có nghĩa là gì đấy? Anh CC đã trượt lớp chọn ở kỳ thi vào 10 thì cái cuộc đời, cái câu chuyện đấy của tôi mãi mãi được quyết định là như vậy. Đúng không? Sai nhá. Không phải. Câu số 3 này, cho dù cùng là một sự việc hiện tượng, thế nhưng mà cái ý nghĩa của nó ấy, có thể thay đổi tùy thuộc vào cách mà chúng ta nắm bắt, cách chúng ta nhìn nhận. Nghe đúng hay sai? Đúng. Cái này đúng, đúng không? Phù hợp với nội dung. Chính xác nhất là gần với câu nào các bạn? Gần nhất với câu nào trong cái bài này? Cái câu có cái chiêu ý ạ. Câu có chữ à? Đúng rồi. Câu có chữ y. Đây. Giống luôn đúng không? Dù là một cái sự việc mà tồi tệ nhất, nhưng mà tùy vào cách sống mà sau đó chúng ta có thể coi nó là một cái gì nhỉ? Coi nó như là một cái bước ngoặt cuộc đời nhá. Đúng nhất ở đây phải là số 3. Câu 4 này. Donna de Kigoto demo. Cô tê tê kỷ nị. Thổ đai cả hồ gai. Cho dù là sự việc thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nên nhìn nhận nó một cách khẳng định, tức là một cách mang tính tích cực ấy. Câu này sai ở đâu? Bài nó không có khuyên là nhìn nhận một cách tích cực đúng không ạ? Đúng rồi, bài không khuyên nhìn nhận một cách tích cực. Sai. Đúng nhất là Samba là số 3.